nhiều kỳ mình thôi thôi sao mặt dở vậy, những cái gì mà nhìn chưa thấy đẹp trai bao giờ à? Sao có gì vậy? Vừa bị cô la này qua đi làm một mấy tập mười bài em bé mà cô la qua chơi mười bài á. Còn mày nữa sao mà biết gì vậy? Được có hơi nhìn cánh đâu, hôm qua mới đi học nghỉ có 3 buổi mà trường thông báo về nhà rồi, mày biết mày la quá chừng. À biết rồi, sắp tới sẽ có ngày 20/11 thì cũng là ngày cái dịp chị ăn thầy cô, thì hai người sẽ tạo ra một bất ngờ chúc mừng thầy cô cũng như là chúc mừng cô cũng như là lời xin lỗi. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Ai dễ mà, tôi không biết. Về đây. Được không? Được. Sao? Chúng ta xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Ok. Quý mày. Các hoạt động tiếp theo của cuộc đời.